hàng năm ở nước Mỹ này thôi có hàng chục ngàn trẻ em bị mất tích, bị bắt cóc, không kiếm ra được. Nè, rồi ở trên thế giới cũng vậy, các nước nhất là những nước nghèo, mất tích đi bán người, cha mẹ thậm chí cha mẹ cần tiền bán con ở Việt Nam đi bán, bị bán qua Campuchia, bán qua Trung Quốc này kia đó, rất là nhiều. Và họ có cái đường dây sỉ, buôn người sỉ. Thế nào là buôn người sỉ? Họ thu gom ở những cái quốc gia như vậy đó, Campuchia hay là Trung Quốc, những cái quốc gia mà cái đời sống khó khăn nghèo khó đó, cho nên là họ bất chấp thủ đoạn để họ có thể kiếm được tiền. Các bạn biết không, họ đưa qua bằng những cái đường container, những cái công hàng để chở trên những cái chiếc tàu, ngụy trang là những cái công hàng. Đương nhiên ở trên cái con tàu đó chở hàng thì nó có nhiều lắm, có nhiều những cái công hàng, nhưng có những cái công hàng là ở thực sự ở bên trong là đưa đưa người trái phép để buôn người, buôn người mang xuống những cái lòng đất, những cái nơi để là nô lệ tình dục, nô lệ lao động, và để làm những cái gọi là cái gì, những cái con chuột bạch để cho họ nghiên cứu những cái công trình biến đổi gen, những cái công trình phá hoại về sức khỏe, để nghiên cứu ra những cái vũ khí sinh học này kia đó. Rồi họ dùng một số để mà hiến tế cho quỷ Satan. Tại những con người, cái đường dây này là của cái tụi thế lực ngầm, nó thờ Satan. Đấy, Satan cho nó quyền lực, cho nó tiền bạc, quyền lực, và nó phải đánh đổi bằng cách nó phải đáp ứng được những cái cuộc hiến tế như vậy. Mà tụi trong cái đạo Satan họ thích nhất là con nít, là trẻ em và con gái còn còn trinh, những người con gái còn trinh, đó là hai hai thứ mà trong đạo Satan họ hay cúng tế lên, hiến tế, hiến lễ. Đó là những cái đang xảy ra. Và tôi nói rằng các bạn, tôi hồi xưa tôi đã được trải qua cái sự sợ hãi tột độ, tột đỉnh. Hồi đó đó là cái đứa con của mình lúc đó nó còn nhỏ xíu này, thì mới một nhoáng không thấy nó đâu, loay hoay rồi quay ra không thấy nó đâu, cả nhà đi kiếm không thấy nó đâu. Mà thấy nó thì nó hay tự mở cửa, lúc đó nó còn nhỏ mà nó hay tự mở cửa để nó đi ra ngoài. Thì nhà mình á, ở bên Mỹ thì cái đường nhà, trong nhà mình lúc đó đó là cái đường xe cũng lớn, giống như gọi là ở Việt Nam gọi là mặt đường, mặt đường, mà nó hay khóa cửa, mà nó hay tự động nó mở nó đi vào lúc lúc đó đó, lúc đó chắc là nó cũng 3 tuổi nhỉ. Tôi nhoáng đi cái không thấy nó đâu các bạn ạ. Thế là chia nhau ra, cả nhà chia nhau ra đi kiếm, kiếm hoài, kiếm cả tiếng đồng hồ không thấy đâu, đi kiếm hết trong nhà, trong hết. Mà lúc đó các bạn biết không, tức là với cái tình thương của một người mẹ, lúc đó là mình muốn gần như phát điên luôn, giống như là mình lúc đó mình hoảng, mà mình sợ, mà bây giờ nói ra cũng không thể nào diễn tả được hết cái nỗi sợ. Rồi trong đầu tưởng tượng ra này, có khi nào nó đi ra, vừa ra ngoài cửa rồi cái xe nào đó nó thấy thằng bé rồi là nó bắt cóc không đấy, rồi nó mở cửa xe nó bắt lên. Là lúc đó trời ơi, trong đầu nó tưởng tượng ra nhiều cái viễn cảnh mà nó làm cho mình coi như là cảm thấy rằng nếu mà mình mất đứa con, cái thằng đấy là lúc đó là thằng đợ, thằng lớn nhà mình ấy. Mình nói rằng nếu mà mình mất, nếu mà con mình nó bị bắt cóc thì mình sẽ làm sao? Tức là mình chỉ biết là lúc đó là mình không thể nào mình sống được. Nếu mà thực sự nó xảy ra như vậy là mình bảo đảm mình sẽ không thể sống được. Tức là cuộc đời sau đó là sụp đổ, là không muốn làm cái gì, là không còn tâm trí làm cái gì, là không còn muốn thiết tha cái gì nữa. Mà lúc đó nó hoảng sợ đến tột cùng luôn đó.
Cho nên khi mà cái cuốn phim này nó ra đời, nó là một cái lời cảnh tỉnh cho thế giới cũng như là cho bậc phụ huynh học sinh. Bộ phụ huynh có con cái phải để ý đến bảo vệ cái thân xác của nó, bảo vệ cái linh hồn của nó, bảo vệ cái tương lai của nó, mọi sự an toàn cho con cái chúng ta. Đây không phải là sự an toàn về về cái vấn đề thân xác là nó bị bắt cóc không đâu, mà cả về nói về mặt tinh thần là con chúng ta có thể bị xã hội bắt cóc, bị truyền thông bắt cóc, bị ma quỷ nó bắt cóc linh hồn, truyền thông bắt cóc cái nhân cách của nó, cái đạo đức của nó. Chứ không hẳn là chỉ có bắt cóc về thân xác. Và các bạn biết được rằng là cái bộ phim này này, bọn thế lực ngầm á, nó tìm đủ mọi cách để nó ngăn cản không đoàn phim không được thực hiện cái bộ phim này. Mà ý Chúa vẫn cho cái bộ phim này được thực hiện. Và cái anh chàng nam diễn viên chính này bị đe dọa và đối diện với cái sự nguy hiểm có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh chàng này có thần khí Chúa lắm, cho nên là anh vượt qua, ông còn sợ. Cuốn phim này ra nó mang đến cái sự kinh thiên động địa, một cái thông điệp kinh thiên động địa, để cho người ta nhìn thấy một cái thực tế vô cùng khủng khiếp, vô đạo đức và rất là kinh khủng, tội ác kinh khủng của một cái thế giới ngầm. Và các bạn biết không, cuốn phim ra đó mà đứng đầu bảng luôn, coi như những cuốn phim mà chiếu trong tuần vừa rồi là bị cuốn phim này ép đi hết. Đó là cái tín hiệu cũng như một cái đòn nhiệt kế để thấy rằng là người dân Mỹ đã thức tỉnh. Người ta muốn thực sự, người ta không còn nghĩ đây là những cái đề tài trên phim nữa, mà người ta hiểu được đây là những cái đề tài quan trọng và đang diễn ra và họ cần phải biết. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là người Mỹ bắt đầu phải quan tâm đến những cái thế giới ngầm, những cái hành động tội ác kinh hoàng. Bạn tưởng tượng đi, một năm 80.000 người ở Mỹ bị bắt cóc. Tôi nói các bạn, bây giờ các bạn thử một cái người mà không có gốc gác gì, không có gì, làm một cái vụ án gì đi, họ kiếm ra trong vòng, tôi nói mấy ngày thôi, họ kiếm ra được. Đi đâu cũng có camera đầy đường. Bây giờ bắt cóc, tại sao những cái vụ giết người này kia đó, họ kiếm là một phép một. Mà bắt cóc đến 80.000 người trung bình mỗi năm mà không tìm ra được. Đó là có cái sự mờ ám che đậy, bắt tay để mà làm lơ cho những cái chuyện này xảy ra mà không được quyền nhúng vô để điều tra sâu hơn. Tức là đương nhiên họ phải đóng kịch. Ví dụ cũng không phải là không có một cuộc bắt cóc nào mà không kiếm ra thì dân chúng họ sẽ nghi, hoặc là họ sẽ cho rằng là bất tài vô dụng hả? FBI hay là cảnh sát này kia bất tài vô dụng. Tức là họ tính xác suất, tức là cứ 100 đứa bị bắt cóc thì họ giả bộ họ nói kiếm được 50 đứa. Giả bộ thì cái đứa nào mà hên lắm ấy, thì được thả về, nằm trong cái danh sách được gọi là được thả về. Thế còn không thì là mất tiêu luôn. Và họ dư sức họ tìm ra được 90 cái đứa kia, nhưng họ không muốn tìm. Bởi sao? Bởi trong cái đường dây vô cùng khốn nạn, bởi nó có một cái sự che đậy của những người cầm quyền, của những người mang cái bổn phận là bảo vệ sự an toàn cho người dân, nhưng chính cái bộ phận của những người đó lại bắt tay với những cái thành phần mà tổ chức tội ác kia để làm lơ. Một ngày người dân Mỹ bị lừa trên mạng, các bạn bị lừa trên mạng rồi qua chuyển tiền hay là bị lừa để lấy thẻ. Tôi nói các bạn chứ cái chuyện đó mà ăn cắp tiền qua thẻ đó là quá chừng easy để mà điều tra ra. Tại sao họ không chịu điều tra? Dù là mất một đô đi nữa họ muốn cũng tìm được. Bây giờ tôi hỏi bạn chứ bây giờ muốn chuyển tiền thì bây giờ dễ lắm, chuyển tiền. Nhưng mà chuyển tiền muốn rút ra thì cũng phải có cái tiền đó, nó đi từ đâu và nó đi vào đâu chứ.
cái thằng mà nó muốn ăn cắp, nó muốn lừa, nó muốn rút tiền từ cái tài khoản của bạn, thì cái tài khoản từ tiền của bạn nó cũng phải đi vô tài khoản của nó chứ nó đi đâu. Thế thì phải đi kiếm ngân hàng dư sức để coi cái đồng tiền đó nó đi từ cái tài khoản nào đi vào cái tài khoản nào, thì cái tài khoản mà đi vào là tài khoản của cái thằng ăn cướp, cái thằng lừa đảo. Nhưng tại sao á mà những cái bộ phận điều tra họ làm lơ, FBI, cảnh sát họ làm lơ, họ không có nhúng tay vô để tìm. Cho nên một ngày nha các bạn, người dân Mỹ mất cả chục, cả mấy chục triệu đô la vì cái gọi là cái tội, cái gì, những cái tội lừa đảo trên mạng, những cái tội phạm lừa đảo trên mạng, hệ thống tội phạm lừa đảo trên mạng, cả chục triệu đô la mỗi ngày. Nhưng chẳng có một cái cơ quan nào để mà điều tra hay là lấy lại tiền cho họ không đạt. Tức là thối nát rồi. Tất cả chỉ là cái bức bình phong về pháp luật, về lãnh đạo, về cầm quyền thôi. Ở bên trong đó là một tổ chức tội ác bài bản. Trời ơi, bài bản lắm chứ các bạn. Buôn người từ quốc gia này vượt đại dương, ngồi trên những cái công hàng để đi vào hải phận, hải quan, thông quan, rồi đi vào trong cái đất liền là bao nhiêu công đoạn. Đưa người lên vào cái đất nước A để lọt, chót lọt, đi qua biển để vào cái nước B. Vào cái nước B phải đi qua cái vòng kiểm tra của hải quan. Thì các bạn thấy, nghĩ đi, làm sao mà chót lọt được? Có cái sự bao che, nháy mắt, che đậy, làm lơ. Họ dư sức biết những cái đánh dấu, cái containers nào của cái tội buôn người. Thì khi hải quan, bộ phận hải quan họ nhìn vào là họ biết. Họ làm lơ, họ không có kiểm soát nhiều kỹ. Tức là có cái sự nhúng tay quá sâu của những cái thế lực nắm quyền. Bởi vậy á, ông Trump có nói mà cái đất nước này á, đã không còn thuộc về người Mỹ nữa. Người Mỹ đã mất quốc gia của mình, sống mang cái tên quốc gia vỏ bọc thôi, thực chất đã mất rồi, không còn quyền gì nữa. Mọi sự điều khiển, mọi cái là hoàn toàn là bởi những cái thế lực ngầm, họ nắm hết. Ngay cả gọi như là tối cao pháp viện, đại diện cho công lý, pháp luật, mà còn bị mua hết, mà bị điều khiển hết, thì còn cái gì nữa? Quốc hội bị nắm, chính phủ nắm, tối cao pháp viện nắm, tình cơ quan tình báo nắm, cảnh sát nắm, hải quan nắm, ok, FBI nắm, FDA nắm. FDA là cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm và thuốc men đấy. Họ cho đồ ăn đấy, thí dụ những cái thuốc đấy chứa những cái chất đáng ra không được cho, họ cũng thông qua. Bây giờ nè, họ thông qua cho thịt nhân tạo được chấp thuận bán công khai ở các siêu thị đấy. Tức là rồi gì nữa, bộ giáo dục đấy, bộ giáo dục Hoa Kỳ, liên bang Hoa Kỳ nắm luôn các bạn ấy. Rồi quan trọng nhất là cái gì mà nắm quỹ dự trữ liên bang của nó. Thế thì có những người dân đâu còn gì đâu, bạn thấy không? Cho nên ông Trump cũng nói là tôi sẽ lấy lại nước Mỹ cho người dân Mỹ. Tại sao lấy lại nước Mỹ cho người dân Mỹ là sao? Trong khi người Mỹ đang ở nước Mỹ thì lấy cái gì? Ai cướp đâu mà lấy? Đấy. Thế nhưng mà đó là mặt nổi thì người ta nước Mỹ vẫn ở đây đấy. Nhưng mặt chìm ấy, cái mặt ngầm ấy, là người dân Mỹ đã mất nước Mỹ rồi. Họ không còn được quyền gì trên cái đất nước của họ cả.
họ hoàn toàn bị kiểm soát, không còn công lý, không còn tự do, không còn gì hết, không còn công bằng nữa. Đấy, tất cả chỉ mang vỏ bọc dối trá lừa đảo thôi. Ngay cuộc bầu cử cũng chỉ là dối trá lừa đảo, cầm lá phiếu đi bầu cho có. Các bạn biết không, bây giờ có nhiều tiểu bang họ ra những cái dự luật đó rất là quái gở, cái dự luật mà hiển nhiên là chống lại Chúa luôn. Thí dụ ở Cali họ ra cái luật là gì, đến 9 tháng rồi mà muốn phá thai là cho phá, 9 tháng rồi, cái đó là giết người rồi. Đấy, thành một con người trong bụng một người mẹ có quyền phá, kinh chưa? Rồi á, cái tiểu bang Washington là gì, một đứa trẻ 11, 12 tuổi, nói chung một cái đứa trẻ dưới vị thành niên, nó mà lỡ mang thai, nó có quyền phá, không cần hỏi ý kiến cha mẹ. Tức là theo luật là trên dưới 18 tuổi vẫn nằm trong cái sự kiểm soát, và cái đứa thành niên ấy, một đứa trẻ thành niên mà nó dưới 18 tuổi thì nó không được tự quyền quyết định cái gì cũng cần phải có sự đồng ý cha mẹ. Bây giờ nó thông qua cái luật là cho hết luôn. 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi lỡ có bầu là nếu cái đứa đấy nó nói nó thích phá thai, bố mẹ cũng phải để cho nó, mà không cần thông báo cho bố mẹ biết. Cái đứa đó nó có quyền tự động đến cái clinic đó để xin được phá thai mà không cần phải thông báo cho bố mẹ biết. Tức là bố mẹ dần dần mất cái quyền để giáo dục, để trách nhiệm giáo dục, quan sát, bảo vệ con cái. Đấy, bạn thấy không? Bây giờ nó thông qua những cái luật, nó gọi là nó cố tình nó chống lại Thiên Chúa, nó quái gở như vậy. Cho nên từ từ, ngay cả người cha người mẹ đẻ con mình ra mình không có quyền gì hết. Đấy, mà vẫn phải nuôi đó. Đó. Mà nếu mà nó có bệnh hệ gì, nó có chết hay gì, cha mẹ vô tội. Còn những cái gì á mà nó nói rằng cái gì mà nó bắt là cha mẹ phải có trách nhiệm thì cha mẹ có trách nhiệm, mà cái gì nó nói cha mẹ không được có trách nhiệm, không có quyền ý kiến đi cỏ vô thì cha mẹ không có ý kiến đi cỏ. Vậy thì tại sao người cha người mẹ phải đi theo những cái, phải theo những cái luật quái gở như vậy? Một là ok, nếu là cha mẹ không có quyền gì thì hẳn là không có quyền gì luôn đi. Nếu cái đứa này nó có bị accident, bị chết, bị gì, cha mẹ không cần phải vô tội. Tại sao có những cái thứ mà cha mẹ phải có trách nhiệm, còn những cái thứ cha mẹ không có quyền là sao? Đấy, cái gì có lợi cho ma quỷ, có lợi cho tụi nó đó, à, thì cha mẹ không được quyền nhúng vô. Còn ngoài ra là cha mẹ phải tự lo. Sao chính phủ nuôi con, nuôi cái luôn đi. Đấy, cha mẹ vẫn phải nuôi. Đấy, các bạn thấy không? Mà con ở đây, một đứa bé không đi học, mà nếu chính phủ biết bố mẹ không cho đi học là nó bắt vô tù, bắt cha mẹ đi tù, hoặc nó không cho cha mẹ nuôi đứa con đấy nữa, nó bắt đứa con đấy bỏ vào một cái nơi tập trung của những cái đứa mà coi như là đứa trẻ mà bố mẹ không được quyền chăm sóc nữa. Bỏ vô một cái nơi tập trung, không khác gì một cái gọi là cái nơi mà cho trẻ mồ côi. Các bạn thấy không? Nó không cho bố mẹ quyền nuôi con nữa. Đấy, mà cho con đi học á, thì nhiễm độc hại. Cái đó nó giống như nó ép con mình phải đi vô cái con đường chết. Đâu phải ai cũng có tiền cho con học trường công giáo đâu. Hoặc là đâu phải ai cũng dặn để mà ở nhà dạy con. Mỹ họ có cái chương trình là học tại nhà. Nếu bố mẹ mà có khả năng kèm, có thời gian kèm thì đứa con không cần phải đi học, ở nhà học cái chương trình á, là homeschool. Nhưng bố mẹ phải là những người hướng dẫn con mình học, giống như là cô giáo, thầy giáo luôn. Phải ở bên cạnh nó, dạy nó đại kia. Đó là dành cho những người mà người ta, thí dụ người ta có một đứa con, người ta có hoặc là người ta gánh nặng tài chính không có nhiều, hoặc người ta quan trọng về vấn đề con người ta lắm, thì người ta mới gọi là chọn cái phương án. Còn đa phần là cứ quăng con đến trường học công vậy thôi. Và trường công lập thì vô trong đó bây giờ nó dạy coi như là dạy tầm bậy tầm bạ, độc hại, vô cùng độc hại luôn. Đấy. Ở Mỹ không có môn dạy đạo đức nha.
đã không có môn đạo đức đã như vậy rồi, nó còn dạy cái tào lao, nó dạy những cái độc hại về tư tưởng. Tôi có một người bạn là chị là Kali này, con chị học lớp 7 này, chị báo rằng là đứa con nó về, nó nói rằng mẹ ơi ghê quá, ở trong trường con ghê quá. Hôm nay có chương trình hoạt cảnh, mà bây giờ trong chương trình hoạt cảnh còn có cái cảnh mà một đứa cầm súng đưa cho đứa kia, biểu đứa kia cầm súng là tự vẫn. Trời ơi, trong khi từ hồi nào giờ trường học là nơi hoàn toàn không được mang hình ảnh súng, súng xiết gì vào. Và bây giờ đưa vào trong đó diễn hoạt cảnh cho mấy đứa học sinh coi luôn ở bên Cali. Đấy, rồi đưa nó về, nó về nó thấy khó chịu, nó thấy kinh khủng quá, nó thấy là làm những cái điều rất là nguy hiểm, mà đến về nó còn báo cáo lại cho bố mẹ nó biết. Còn bố mẹ cứ mãi mê đi làm đâu biết. Thế đó bây giờ nó có những cái hoạt cảnh để nó gợi ý cho con cái chúng ta, nó có những cái hành động như vậy. Nó về nó học như vậy, nó về nó sẽ kiếm súng. Đấy, tại vì đa phần các gia đình có súng, nó kiếm súng coi bố nó để đâu, mẹ nó để đâu, rồi nó cầm nó đi gây án, hoặc là nó đi nó hành động tự vận. Cho nên rất là kinh khủng, một cái thế giới không có Chúa là nó ra kinh khủng như vậy nha. Đây là bạn cứ suy hết đi, mẫu số chung cho các nước Tây phương. À, họ thờ Chúa nhưng ngày hôm nay họ không cần Chúa nữa.